Tại sao Việt Nam không bị đồng hóa sau 1.000 năm Bắc thuộc? Bạn có biết rằng sau hơn 1.000 năm bị bọn phong kiến người Hán thống trị và cưỡng bức đồng hóa, dân tộc Việt Nam vẫn không bị Hán hóa, giữ nguyên được nòi giống, tiếng nói và phong tục tập quán của mình. Đây thì quả là một điều kỳ diệu, có lẽ là chưa dân tộc nào khác làm được. Một thành tựu vĩ đại đáng tự hào của dân tộc ta. Vì sao tổ tiên ta có thể làm được kỳ tích ấy? Và xin nói thêm rằng, chính người Trung Quốc cũng rất là quan tâm vấn đề này. Vậy lý do chính ở đây là gì? Hãy cùng Tagawai bật mí trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì phải nói đến việc người Việt đã có ý thức về một nền văn hóa của riêng mình và ý thức dân tộc trước khi bị đồ hộ. Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để giải đáp cho câu hỏi tại sao suốt 1.000 năm dòng dã, đằng đẵng với bao lần đổi chủ phương Bắc, Việt Nam ta vẫn không bị đồng hóa. Dân tộc ta có ý thức về nền văn hóa của riêng mình. Bằng chứng thì tuy không được chứng thực, nhưng phần nào cũng xác thực được ý thức về một nền văn hóa riêng. Qua thần thoại thì truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, 50 con xuống biển cùng cha, 50 con lên núi với mẹ, rồi Sơn Tinh Thủy Tinh cũng một thần biển một thần núi, lý giải nguyên nhân gây ra bão lụt vào tháng 7 hàng năm, và cả bánh trưng bánh dây lý giải món ngon ngày Tết. Cha tròn mẹ vuông, cha là mặt trời còn mẹ là mặt đất, luôn chở che và dõi theo. Văn hóa của phương Bắc thì hoàn toàn khác biệt, tự nhận mình là thiên tử, là con trời, đâu có tự nhận mình là con rồng trào tiên, là con hồng con hạc. Tộc người Việt ta thì khác với tộc người Hoa Hạ, chúng nó ngại tán em vì ngán anh. Chúng ta khác, ngại tán em, tại ngán anh. Anh Trung tưởng mình dễ dàng chinh phục được người Việt, nhưng mà không, tuổi gì mà đòi đồng hóa được nước ta. Người Việt đã có ý thức về một nền văn hóa của riêng mình, chẳng khác thì người Do Thái, coi mình là một dân tộc được Chúa lựa chọn. Giáo lý cơ bản này đã giúp người Do Thái trụ vững, cũng như là giúp người Việt vẫn vững như kiềng ba chân, tự phân biệt mình với người khác dù là có lưu vong. Bên cạnh những câu chuyện truyền thuyết được lưu truyền, ý thức dân tộc được cụ thể hóa qua bộ máy quản lý nhà nước, không chặt chẽ thống nhất theo các ban bệ mà hết sức là sơ khai. Ở mỗi thời kỳ thì sẽ có cách thức khác nhau, nhưng bộ máy quản lý đều rất là đơn sơ. Liên minh bộ lạc đã có từ thời Hùng Vương dựng nước. Sang tới thế kỷ An Dương Vương, vua là thủ lĩnh quân sự được quần chúng suy tôn. Những bộ máy sơ khai này đã cho thấy sự tự quản lý nội bộ, không muốn có thế lực nào khác đồng quản lý hay phải làm tay sai. Tâm lý muốn tự làm chủ giúp ý thức dân tộc phát triển mạnh mẽ, mà sau này thì trở thành một làn sóng sẵn sàng quấn băng mọi trở ngại, lướt qua mọi sự nguy hiểm và khó khăn, nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cả lũ cướp nước. 2. Ý thức dân tộc mạnh mẽ. Tiếng ta còn thì nước ta còn. Người ngày nay cứ nghĩ vật chất quyết định ý thức, nhưng mà khi động vào lợi ích, quyền lợi của dân tộc thì đừng đùa với Việt Nam. Nước ta tuy nhỏ, nhưng mà ý chí chiến đấu chắc chắn là không thua bất kỳ đế quốc, bất kỳ quốc gia hùng mạnh nào. Dù là đứng trước họng súng hay phải chịu mọi sự tra tấn dày vò, cũng chẳng thể nào làm xoay vần chuyển cục. Địa lý đã phân chia rạch ròi, cớ sao lại dám sang xâm phạm? Không gian Bách Việt chẳng có một nét tương đồng với không gian Trung Nguyên, cớ sao lại muốn đồng hóa? Tộc người Việt khác với tộc Hoa Hạ từ phương Bắc, và tiếng Việt có vốn từ phong phú, đa thành, giọng nói sáng rõ, và nhất là được nói theo trật tự chính trước phụ sau. Còn Trung Hoa thì khác, tiếng Hán bị pha trộn, biến dạng, và nhất là cách nói ngược. Do đó chính quyền phương Bắc chỉ có thể tiêu diệt được chính quyền người Việt, nhưng mà không thể nào tiêu diệt được tiếng Việt. Đó là ý thức bảo tồn tiếng nói dân tộc mạnh mẽ và đáng được tuyên dương. 3. Sự lãnh đạo tài tình của thủ lĩnh Bách Việt. Công lao của những thủ lĩnh Bách Việt là không thể nào chối bỏ. Không chấp nhận một thứ văn hóa khác với văn hóa của người Bách Việt, các cuộc nổi dậy liên tục nổ ra như pháo hoa đêm giao thừa. Họ từng thiên di chuyển đến vùng đất khác vì không hợp gu, thì chẳng lý do gì họ không tiếp tục đấu tranh chống lại nền văn hóa khác. Không dễ dàng chấp nhận nền văn hóa ngoại lai không thông dụng cũng là cái điều dễ hiểu. Bởi vậy không thể nào chấp nhận mảnh đất cuối cùng bị biến đổi với những thứ không phù hợp. Người Việt ta đã chống cự quyết liệt, liên tục và mang tính sống còn. Một khu rừng không thể nào có hai chúa Sơn Lâm. Anh chết thì tôi sống thì anh phải chết. Chẳng vậy mà các thủ lĩnh, dù gà hay trai, đều từ chối thỏa hiệp, chiến đấu đến chết, dù tương quan lực lượng giữa ta và địch thì vô cùng là chênh lệch. Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Phùng Hưng, Mai Hắc Đế, quả là những con người phi thường làm rạng danh đất Việt. Do đó thì Việt hóa thì ok, chứ Hán hóa thì phải xin lỗi các bạn rồi. Đồng hóa dù là tự nhiên hay cưỡng bức vẫn thất bại, vẫn như nước đổ lá khoai mà thôi, không thấm được chút nào với những người Việt chúng ta. 4. Hoàn cảnh lịch sử.
Hoàn cảnh lịch sử tuy không chiếm sóng nhiều nhưng mà cũng rất là quan trọng trong quá trình đồng hóa. Lịch sử tạo ra Việt Nam với cộng đồng làng xã vững chắc, hữu hiệu chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài, ngay cả là những người khác xã thôi. Chẳng thấy mà làng nào cũng có sân đình, giếng nước và những bụi tre hay là những dòng kênh rạch bao quanh. Tưởng như mỗi xã là một khu tự trị nhỏ, ít giao lưu với bên ngoài. Do đó thì người Hán, dù thời gian cai trị rất là dài, phải nói là vô cùng kiên trì, nhưng vẫn chỉ có thể sống ở nơi kẻ chợ hay nghề làm buôn, và nhiều quan viên buộc phải ngỏ lời. Trong khi đó tại đất Hán, Trung Quốc luôn xảy ra bạo loạn, đảo chính, nên sự thống trị nhiều khi bị buông lỏng. Quá trình đồng hóa liên tục thay đổi, vì mỗi triều đại lại có những điểm khác biệt trong văn hóa. Chính sách cai trị cũng không liên tục. Đâu như người Việt, nên văn hóa tuy đa dạng mà vẫn thống nhất, thành một khối và không dễ bị phá vỡ. Chính tính chất bất ổn này khiến văn hóa phương Bắc chỉ dừng lại ở tầng lớp trên, chính là qua lại nắm quyền, một bộ phận lãnh đạo chứ không mang tính toàn dân. Đâu chỉ bất ổn tại chính Trung Quốc, khoảng cách địa lý xa kết hợp với việc chính quyền trung ương rối ren khiến các quan lại địa phương không thể nào kiểm soát. Từ đó hoặc là trở nên tha hóa, hoặc là nảy sinh tham vọng lập vương quốc riêng. Điều này hoặc là khiến sự cai trị trở nên hà khắc, buộc nhân dân phải chống lại. Hoặc là các thủ lĩnh sau khi có được quốc gia riêng lại có phần bị Việt hóa, tiêu biểu là Triệu Đà và nhà Triệu. Sự thật là như vậy, không những là không Hán hóa, đồng hóa được người Việt mà lại còn bị Việt hóa, bị biến đổi theo địa phương sinh sống. 5. Sự khác biệt về môi trường sản xuất, khí hậu và thời tiết dẫn tới sự đặc thù của cơ sở hạ tầng. Dù là luôn mang trong mình hoài bão chinh phục tự nhiên, làm chủ tự nhiên, nhưng thời kỳ ban đầu, con người vẫn chưa có đủ năng lực để cải tạo tự nhiên theo ý mình, mà chỉ là đơn thuần thích nghi với tự nhiên. Do đó thì sự khác biệt về tự nhiên dẫn tới sự khác biệt về phương pháp sản xuất và chi phối tính cách của mỗi cá nhân và văn hóa của toàn bộ cộng đồng. Dù đều sinh sống tại lưu vực con sông lớn, nhưng mà phương Bắc sản xuất theo hình thức đại nông, nông trường lớn. Còn ở phương Nam, chính là nước ta, theo mô hình tiểu nông, nên cơ sở hạ tầng không thể dung hợp. Vật chất quyết định ý thức, địa hình sẽ quyết định cơ sở hạ tầng, và cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng là đây. Đừng nghĩ những thứ nhỏ lẻ như là phương thức sản xuất, nền tảng kinh tế không thể nào quyết định chính trị, văn hóa hay lối sống. Đó là một sự sai lầm trầm trọng. Như vậy thì 1.000 năm Bắc thuộc rất là dài, nhưng mà sự kiên cường của một đất nước nhỏ bé phương Nam cũng khiến cho đế quốc hùng mạnh chẳng thể nào thay đổi được. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng người Việt ta sẽ không chịu lẫn với nước Tàu. Quả là một đất nước giàu nghị lực và mang một chất riêng, quyết độc lập dù phải đánh đổi bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương. Đúng không nào? Xin bạn hãy dành một phút tĩnh lặng để tưởng nhớ công ơn của thế hệ đi trước. Và nếu mà khám phá những sự thú vị của lịch sử luôn là chủ đề yêu thích của bạn, kính mời các bạn đón xem tiếp video. 5 vị vua số khổ nhất trong lịch sử Việt Nam đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha các bạn ơi.